hiệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, hai đứa thường mộng mơ nên viết thành bài. Thuở ấy điệp vui như bướm trăng say đắm bên làng, làng như bông hoa nhà yêu thương vô vàng hèn thế non nước sẽ không hề lìa. Đã quá, ta đã gạt được con Lan. Ta hẹn 5 giờ ta mới đi, nhưng mà giờ này mới có 11 giờ rưỡi, ta đã lẹ làng ta giọt. Trời ơi, không giọt trước, nó mà bắt gặp tiền toái vô cùng. Ôi sao cảm thấy thoải mái quá. Thoát được con Lan. Thôi ta lên đường. Đúng rồi. Hả? Anh Điệp. Trời ơi, ơi. Nãy giờ đi đi cho rồi, đứng nói nhảm chị cho nó bắt gặp nha. Trời ơi, Lan. Anh Điệp. Anh Điệp đi đâu vậy? Điệp học á. Đi hướng học ta. À? Đi phố học sao không đợi? Chưa đi. Biết sao? Tại vì Điệp nghe nói bữa nay Lan bận. Chắc là Lan không đưa Điệp đi được, cho nên Điệp đổi giờ á, đi sớm chút xíu lên chảnh cái mình có thời gian cái mình nghỉ phé. Thôi đừng có xạo đi. Ai nói tôi bận tôi không đưa đi được? Ai nói vậy vậy? Tôi nói thiệt á, tôi nè là một đứa con gái đàng hoàng chứ không phải là hư thân mất nết hư thúi đâu, mà nói đưa đi không đưa đi, đúng không? Tôi phải đưa Điệp đi lên thành phố học đàng hoàng chứ. Vậy là đưa đi á hả? Mà Điệp biết không, tôi tính rồi, tôi đưa Điệp lên thành phố học. Hồi nãy ở nhà tôi định đập cái ống heo của tôi đó. Ủa, định đặt ống heo hả? Cái ống heo mà để dành tiền 5 năm nay hả? Đúng rồi. Ủa vậy đó hả? Đặt chưa? Chưa, mới tính nè. Đơ như cái cơ rồi. Đặt cỡ nào? Đập rồi hay chưa gì, tiền cũng có tiền của Lan mà. Đâu có sao đâu. Đập cũng được, không đập không được. Đập cũng được, không đập cũng... cũng sao cũng được. Nhớ nói vậy vui nha, vui không được buồn nha. À, đâu có làm phiền Lan đâu. Tại vì hả, Điệp đi á, gia đình Điệp cũng gom góp cho Điệp được ít đó. Ông nội bà nội nè, ông ngoại bà ngoại nè, cô dì chú bác mợ dượng anh chị em cháu chắc chiết chuốt trước xác gì nè, gom lại quá trời luôn cho Điệp luôn á. Thì đó, tôi biết mà, gia đình của Điệp đông đúng không? Nhà thì có 4m2 mà ở tới 57 người lận, đúng không? Không lẽ... Ủa, nhà có 4m2 ở 57 người. Vậy chắc chồng lên nhau hả? Đó, như cá mồi vậy đó. Ủa, có đâu? Có, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, dì dượng, chú bác, chú chiếc chát đó. Ủa, mà sao Lan biết nhà Điệp có 4m2 hả? Trời ơi, tao để ý, tao mới biết vậy chứ bộ. Trời, đừng nói qua bển đò nào không hay nha. Chứ sao? Trời ơi. Bởi vậy tôi nghĩ á, mấy người lên thành phố học, không lẽ gia đình không cho mấy người được mớ sao, đúng không? Người góp cho chút á, Lan. Đó, gom chút cũng thành một đống. Được nhiêu ạ? Không có đếm, cho cái bỏ túi cái đi lương à. Không đếm. Thấy nhà mình cho mình mà mình đứng đó mình đếm kiếm. Đâu có gì kỳ. Thì cứ đếm đi rồi coi mình biết là thiếu dư gì á, xong rồi ta bù vô thêm nữa. Thôi mất công Lan lắm. Thôi đếm đi mà. Thôi không đếm đâu. Đếm đi mà, không đếm tôi giận á. Đếm đi. Đếm hả? Đếm đi coi nhiêu vậy?
Nè có nhiêu đây hả? Đâu? Nè có nhiêu nè, để đếm cho coi nha. Ừ. Nè, nè 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 tờ à. 5 tờ gì đưa đây? Đâu có 5 tờ hả? Thì 5 tờ để tôi cầm. Có 5 tờ hả? Đưa tôi cầm. Có 5 tờ hả? Thì tôi biết 5 tờ rồi đưa tôi cầm chứ. Trời đất ơi, gì đưa gì có 5 tờ vậy trời. Ừ. Còn nữa không? Hết rồi. Chắc không? Hết chết rồi, chết chết rồi. Hồi nãy lấy túi bên nào à? Túi bên này hả? Bên này. Túi bên kia. Túi này không có gì hết trơn, túi này không có để gì hết trơn á. Có, lấy ra đi. Không có để gì hết đó mà. Có mà. Không có để mà. Mà lấy ra đi mà. Không có để mà. Có mà, không có để đi. Mà đó. Đưa đây, đưa đây. Đưa đây. Kỳ ghê vậy. Đưa đây, đó. Đưa vậy mà cũng giấu nữa. Bực mình quá, còn đâu nữa không? Còn. Còn hai túi trước rồi, bây giờ hai túi sau. Hai túi sau để cho có kiểu thôi chứ không có để tiền. Có. Không có. Tôi biết chắc là có không mà. Có đưa mà. Đưa đi mà. Thấy chưa, thấy chưa, bực mình quá. Đưa mà cứ được kẹo làm chi vậy trời. Đưa thì cứ đưa hết đi. Có vậy mà cũng làm bực mình quá. Túi bên trái phải không? Túi bên phải nữa. Kìa kìa. Đẻ lên. Đưa ra. Đưa mà không vui vậy trơn à. Nước mắt nó chảy đâu bên trong á. Không vậy. Đưa đi có gì đâu. Đưa tôi giữ giùm cho không sao vậy. Đó, thấy không? Thấy cái gì giấu hoài vậy trời. Còn đâu nữa không? Hết rồi nha. Hết trơn rồi nha. Chắc hết không? Hết rồi á. Tôi mà kiếm được là chết với tôi hết nha. Hết rồi nha. Bên kia. Bên kia đâu? Đâu đây, đâu có túi nào đâu, thấy không? Nó nè, đâu có túi nào đâu nè. Nó trong nè, dài á. Cái tiền để trong dài, tiền để trong dài, tiền phải để trân trọng nó, tiền nó mới đẻ ra tiền, tiền mà để dưới dài làm sao nó đẻ ra tiền. Nhưng mà tôi biết ở dưới dài có dài không hả? Trong đôi dài. Trong đôi dài là đôi vớ. Trong đôi vớ. Trong đôi vớ là da. Kế cái da. Kế cái da là kỳ lắm. Kế cái da là con trai á. Kế cái da kỳ lắm. Thôi thì đưa đi. Đưa đi. Có. Trời ơi, nó không có thiệt mà. Có mà. Không có này nè. Dạ. Nó lú ra luôn á. Tiền ơi, ta xin chào mi. Tiền quá ha. Còn đâu nữa không? Hết rồi nha, nè, nè, nè. Bên này nè ha, bên này có để nè ha. Bên này không có nè, 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 nè. Coi nè, thấy không? Thấy không? Nè, thấy không? Có chưa? Hết chắc rồi không? Đó. Chắc hết rồi. Chắc hết rồi. Đâu? Chắc hết rồi, hết đi rồi đây. Mà. Hết rồi. Đi hết đi. Rồi. Đi. Hết rồi đây. Đó. Giấu tôi hả? Không phải giấu, biết làm sao không? Ở nhà dặn á, đi lên thành phố á, nguy hiểm lắm. Người ta hay móc túi mình nè. Người ta, nhiều người xấu á, rạch vỏ mình nè. Rồi người ta chấn lột mình nè. Bởi vậy, mình phải tẩu tán tài sản cho nó nhiều chỗ vậy. Thì mới không có bị truy ra hết. Vậy hả? Mà mất công lên thành phố á, bị đạo tặc á, nó chiếp mình á, nó lấy hết tiền mình. Tội nghiệp quá. Sao kỳ vậy? Chưa có đi đâu mà. Còn dưới quê mà. Đây là quê, không có đạo tặc. Mà có. Gì vậy? Hả? Tao có đâu dám nói gì Lan đâu. Lan. Gì? Lan dễ thương. Ừ, Lan đúng. Là một nữ sinh. Lan đâu bao giờ lấy tiền của người ta, đúng không? Thì đúng rồi. Nếu mà Lan lấy tiền của người ta sẽ kêu Lan là đạo. Đạo không, gì? Không, không có. Là nữ. Nữ sinh. Nữ sinh. Để tôi đếm cho được nhiêu nè. 1, 2, 3, 4, 5 triệu. Hả? Trời đất ơi. Sao biết hay vậy? Gì dữ vậy? Hả? Trời ơi là trời, tôi tức quá đi à. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè. Gì vậy? Sao vậy? Sao gia đình anh kỳ cục vậy? Anh đi lên thành phố anh học mà nghĩ sao đưa tới 5 triệu lận. Vậy là hại anh rồi chứ. Đâu thương có hại anh đâu, để dành đó, để dành ăn mấy tháng trời luôn á. Mấy tháng trời cũng vậy nữa, không có được lấy tiền nhiều như vậy. Lên thành phố học mà chứ đâu phải đi chơi đâu, đúng không? Trời ơi, một lát nha, tôi đưa mấy người đi xong á, tôi xứng qua bên nhà tôi góp ý cho mà coi. Trời trời trời, thôi, đừng xứng qua bệnh góp ý nha. Thôi. Tôi không muốn nói gì hết trơn á. Nè, cầm 200 đi. Đi đi. Ủa gì kỳ vậy? Nhiêu đây đủ tiền xe từ đây đi lên tới thành phố à? Nhiêu đây đủ rồi. Không có tiền ăn. Tiền ăn hả? Tiền ăn. Thôi nè, cho thêm 300 nữa đó. Đó. Ôi. Giữ đi.
Thôi 500 được rồi. Gì? 100 hả? Thấy tiền cầm hả? Nè, tôi nói cho mấy người biết, tiền của anh á thì cũng là của anh. Bây giờ trong chút nữa tôi chạy về nhà đó, cái xong cái tôi mua cái ống heo, cái tôi bỏ vô ống heo, xong cái tôi lấy miếng giấy, tôi đề trên miếng giấy là tên là Vũ Khắc Điệp, tôi dán ở trên ống heo đó. Đó là của Điệp cũng biết viết chữ vậy, đưa Điệp viết cho. Thôi mà, sao lì quá, nói tiếng nghe đi để người ta giữ chứ làm giữ vậy trời. Nè, giờ muốn giữ phải không? Muốn giữ tôi đưa nè, chia tay luôn đi. Đó, giờ chia tay. Thôi được rồi, được rồi. Tình yêu mà không có tôn trọng gì hết trơn á. Chỉ có cái vụ tiền này không mà gây lộn à. Ghét ghê vậy. Giờ chịu tôi giữ chưa? Đó, rồi giờ tôi nói cho nghe nè. Tôi biết là mấy người đi học ở trên thành phố đêm hôm qua, thiệt tình là tôi ngủ không có được. Ngủ không được tôi thức trắng đêm luôn á. Thức để tôi suy nghĩ ra để là mấy người đi lên thành phố học mà tôi không phải có một cái món quà gì tôi tặng cho mấy người. Cho nên á, tôi nghĩ là đi học á thì phải ăn cái gì cho nó có bổ óc ha. Chứ mà ăn tầm bậy tầm bạ lỡ bị nhũn não là chết. Ha, cho nên á tôi tặng cho mấy người nè. Tặng gì vậy? Đó. Muối y ớt. Trời ơi. Con bịch muối y ớt gì không á hả? Vậy thôi. Ăn gì? Ủa, chê hả? Không có chê đâu. Chứ sao không vui hả hay là sao? Ý là sao? Nếu mà có ít quá đó thì cứ ăn hết đi rồi gửi dây thép về, rồi xong rồi tôi gửi lên vài bịch ăn nữa. Ha. Thôi cảm ơn. Giờ làm sao? Giờ đi. Đi á. Đi. Chia tay nha. Chia tay. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Chia tay nha. Thì mình chia tay. Chia tay tạm biệt nha. Chia tay sống đi trời. Sao nhìn tiền hoài vậy? Đi. Điệp, đi nha Điệp. Tạm biệt Lan. Tạm biệt. Nhớ chờ Điệp nha Lan. Tạm biệt Lan. Tạm biệt anh Điệp. Tạm biệt. Dễ sợ chưa? Dám nói với mình là 5 giờ chiều mới đi, mà mới 11 giờ rưỡi là đi rồi. Ha, định trốn tôi. Cũng may là tôi thông minh ha. 11 giờ tôi ra tôi núp ở dưới gầm cầu á, tôi canh liền mà. Không thôi làm sao mà lụm được 4 triệu rưỡi này. Hên dễ sợ. Để coi bây giờ mình có tiền rồi, để coi cho chiều nay mình đánh con gì đây. Bây giờ mình suy nghĩ là chuyện tình Lan và Điệp, hai đứa nó quen nhau, xong hai đứa nó thương nhau, cái hai đứa nó yêu nhau rồi hai đứa nó sẽ dê nhau. Con dê chiều nay đánh con dê là con 35. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi tình tạm dở. Làng đau buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai biết cho ai đồn quá chua lại đành lớn vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ đây lỡ một cung đèn. Phải chăng tình đời là dòng dây hoang trai? Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tìm như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xuân phai tàn. Thương thay cho nàng lìa xa những thế nào thân cửa từ bi. Trời đất ơi, có một bài mà dạy hoài hát không được là sao vậy trời? Bà nghĩ sao vậy? Bà không có năng khiếu gì về âm nhạc hết trơn vậy? Tôi dạy bà cái tháng trời luôn mà bà hát tôi nghe tôi mắc ói vậy đó. Chứ hát làm sao? Trời ơi, chắc tôi không dạy đâu. Bây giờ là tôi hát, bà nhép miệng. Ủa vậy lip sync hả? Lip sync đi. Bà nhạc mang 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 phù ba niên tờ. Vì vì vù vù chút là hai kẻ tình si nước mắt tràn mi tìm người trao màu. Thôi vừa phải thôi đi, ca thấy gớm mà. Sao gớm? Không hơn bà hả? Trời đất ơi, ca vậy cũng nói hay. Trời hay bà thôi. Thôi mệt quá. Không hát sướng gì nữa trơn á. Đi vô lấy tôi ly nước sâm đi.
Không có nước xăm, bữa nào không có nước xăm. Sao vậy? Thì không có mua, không có đưa tiền, không có mua chứ sao. Trời ơi, dễ trời sợ ơi nó luôn á. Mới đưa tiền thiếu có ngày vậy mà cũng gì không ngày, bà nhớ rồi đi. 3 ngày rồi đó nha bà nội, chưa đưa tiền cho tôi đó. Trời ơi, mày ngộ quá à. Tao dặn mày á, mỗi ngày mày cho tao ly nước xăm tao uống để tao có giọng, để tao tụng kinh. Mà mày cũng không làm được điều đó. Trời ơi, dễ thôi, cứ đưa tiền á thì tôi mua. Không đưa tiền thì tôi không có mua. Giờ có nước mưa uống được không? Thôi, tao không muốn đâu. Bực giờ sao? Má đi à. Tao làm gì bực, trời bà mắc cười quá, bà lải nhải hoài. Bà Lan ơi, tôi mệt lắm nha bà Lan. Trời ơi, đất ơi. Mày vô duyên quá. Sao vô duyên? Suốt ngày cứ kêu Lan Lan hoài, tao dặn mày rồi. Thì bà nói bà là con Lan thì tôi kêu con Lan chứ mắc mớ gì đâu trời. Nhưng mà đừng có kêu tao con Lan, lỡ ai nghe được người ta biết tao ở đây sao. Trời bà mắc cười quá. Tao trốn với bà tao đi nè. Trời ơi, bà là con Lan thì tôi kêu con Lan, giờ không kêu thôi. Tôi xin lỗi được chưa? Dữ quá. Dữ gì, ai dữ bằng bà. Trời ơi, ngộ ghê, con mẹ này kỳ cục dễ sợ luôn á. Tu hành gì đâu mà tôi thấy ngày nào nhà này cũng không có một thời gian nào một chút xíu yên tĩnh nữa vậy. Mà tôi với bà không quen, ngộ ghê. Tự nhiên cái tôi gặp bà này là sao? Tôi với bà đi ghi đề đó, rồi cái hai người xúm xụm nhau bạn con đề, cái phát sao chiều trúng à đó, cái dắt nhau đi ăn uống xong rồi say sưa một đêm, cái bà biến mất tiêu đó. Tự nhiên bà án một năm trời, cái bà quay lại, bà mượn cái nhà tôi, bà làm cái chùa, kêu người vô làm cái đó cổng chùa rồi làm thấy gớm không. Mà tu hành gì kiểu của bà hung dữ như quỷ vậy đó, mà tu cái gì hung dữ gì, mày nói quá đáng à trời. Gì đâu quá đáng, rồi chưa hết đâu, ngộ ghê vậy đó. Kêu tôi tu chung cho nó vui mà tôi thấy có vui gì đâu. Tối ngày có sai biểu tôi không là sao? Sai biểu của Tống đưa tiền nè. Thì nhờ bà đưa tiền đó, cũng may đó, cũng may bà đưa tiền đó. Nhà tôi nếu mà đúng ra cho mướn khoảng 1 triệu một tháng à, bà đưa tôi tháng tới 3 triệu lận mà. Hay lắm nha, tiền đồng đưa đều ghê vậy đó. Tôi thích tiền thôi chứ tôi cũng ham hố gì tu với bà đó bà ơi. Thôi mệt quá, mệt mày quá đi mệt. Mày vô mày lấy cái máy cho tao đi mời. Máy gì đó đó đó. Không, cũng mày vô mày lấy cái máy đó, đi. Cũng giống vậy đó à, cái máy là của tôi, mượn nghe mà tay tôi đi lấy giống như là tôi ở đợ của bà vậy đó. Trời bực ơi. Mình lèm bèm hoài à, bực lèm mình ghê. Gì? Thôi lấy ra đi lẹ đi. Trời ơi, tôi cũng yên với con này nữa. Mình ghê. Nè. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Tao tu mà mày dằn mâm sáng chén vậy mà mày coi được không? Chứ giờ bà muốn làm sao? Muốn tôi để đâu? Ít nhất mày phải để nhẹ nhàng chứ, không thôi mày để đầu tao luôn đi. Nè. Trời, tao nói bóng cái gió thì mày cũng để thiệt hả? Ai biết đâu. Giờ tao đâu, tao không nghĩ mà dám nói bóng nói gió. Bà ở nhà tôi mà dám nói tôi là bà cũng hết thuốc chữa rồi. Để nhẹ nhàng coi. Nhẹ làm sao? Nhẹ cỡ nào? Thì mày để nhẹ nhàng mày thấy mày coi được à. Coi giống quỷ không? Chứ để nhẹ nhàng nó múa à. Để xuống con đi bà. Trời ơi, té mà cũng lòi ra được chứ má. Lòi cái gì? Lòi cái chất của bà chứ gì nữa. Gì đâu, tôi đâu có gì đâu sợ. Trời ơi, tôi có quyền. Tôi té mà kêu gợi chụp nhìn. Bà không sao nhìn si, bà không bao giờ nhường nhịn tôi được câu nào. Nhường nhịn vậy mà em mày mới nhường tao chứ mày, em mày muốn nhảy rộng tao mày ngồi luôn. Có má tu mà miệng mất. Mỏi mày đừng nói chuyện tao mà, để tao tu mày. Tu mà gặp mày chắc chết quá. Thôi để tao tu đi. Tu đi má. Đó. Trời đất ơi. Tu mà không có đọc kinh. Đọc rap không à? Miễn có đọc là được rồi. Đọc rồi nói về bạn nghe. Nha, đó bắt đầu này nha. Vô cái tuồng này coi nè. Mê tuồng La Nhà Điệp. Đó, mỗi lần nghe cái tuồng này khóc như cha chết, mẹ chết vậy đó. Trời ơi, ngộ ghê. Đó bắt đầu rồi đó. Mê tuồng La, trời ơi. Mà hả, chỗ mê La tự động mà nói cái lặng La vậy đó. Người ta trong tuồng cả lương người ta là Giao Lan. Còn má này là Giao Lan. Trời ơi. Trời ơi, tôi nghe cô Lan quá. Ôi má ơi. Cô Lan nó đi tu. Trời má ơi má. Trời má cho cái nhà này yên tĩnh một ngày đi má. Trời má khóc chứ như ai chết vậy trời. Cha mẹ tôi chưa có chết. Trời ơi, thôi về đi. Trả cái máy lại cho tao. Trời ơi. Tôi lại bà im lặng cho tôi đi má ơi. Tôi xin mày trả máy lại cho tao. Tôi sợ bà má à. Thiệt, cô Lan nó lên chùa nó tu. Nó tu xong cái thằng Điệp đi kiếm nó đó. Thằng Điệp kiếm nó, thằng Điệp kêu nó đó. Có ai trong nhà không? Trời, sao Linh dữ vậy trời? Nói kêu thiệt hả? Có ai trong nhà không? Ai vô duyên vậy? Có đọc cái bản trước không? Chùa tại gia không thấy hả? Hỏi ai? Có ai trong chùa không? Kiếm ai? Nico ơi. Gì?
cho tôi hỏi thăm người con gái mang tên loài Hoa Dại. Hoa gì mà Hoa Dại? Hoa Lan. Trời, Hoa Lan mà Hoa Dại? Hoa Lan mắc chích bà luôn ở Hoa Dại. Tiếng nói này, tướng mạo này, hình thù này, có phải em là Lan? Lan? Không, Lan. Không, tôi không phải là Lan. Tôi không phải là Lan. Cô Lan nó đã chết rồi. Lan nó chết rồi. Rồi Lan, đúng là Lan rồi. Lan, ôi trời, anh đi kiếm Lan nhiều chùa lắm á. Lan ơi, Lan. Không, Lan ơi, cô Lan nó đã chết kể từ khi người ta dâm phụ nó. Ai dâm phụ đâu, không có ai dâm phụ đó. Không, anh có chuyện quan trọng muốn hỏi Lan này. Lan, không có gì quan trọng hết. Đi về, đi ra khỏi. Lan, đừng đi. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Lan, mở cửa cho anh vào. Lan ơi, mở cửa cho anh vào. Mày làm gì mà làm, mới đi vòng vòng ở đây vậy? Trời ơi, mày ra mày đuổi giùm tao coi. Đuổi ai? Điệp. Ồ, trời, có con Điệp thiệt hả? Không, không, có con Điệp, đằng Điệp, điện. Cái gì điện? Vũ Khắc Điện là nó. Trời đất ơi, nó giống bà vậy? Trời ơi, Nguyễn Thị Giao Lan của người ta, bà là Nguyễn Thị Giao Lan, này là Khắc Điện mà lấy là Khắc Điệp. Mày ra mày đuổi nó, người ta đi hết, cho mày 200. Có tiền hả? Ờ. 200 phải không? Ừ. Nhớ nha, rồi lướt qua đây để tôi chuyện này. Mở cửa cho anh vào. Lan. À. Chào em. Dạ chào anh. Chào em. Anh đứng đó anh lắc cái đó đó. Em nghe em cũng hơi được tiếc lên tay, anh có mỏi đầu cũng chết rồi nè. Mỏi không? Mỏi quá trời luôn em. Mệt không? Mệt. Mệt sao giờ cho nó rớt xuống đi anh. Không, không cho rớt. Sao vậy? Đắt về nè. Mới đúng. Cô Lan mới ra. Đúng trong tuần Lan và Điệp không anh? Vậy thì em với anh chơi tiếp cái trò chơi này nha. Trò chơi em gì? Đóng với Lan, cho anh đóng với Điệp đi. Bây giờ mình làm sao cho cái chuông nó rớt xuống nha anh. Được không? Lan, mở cửa cho anh vào Lan. Thôi nè, không có Lan gì trơn, em nè. Giờ này nha, em nói lắc dây chuông cái con Lan nó cắt dây chuông nha. Bây giờ em nói cắt cái rớt dây chuông giùm em nha. Nhớ nha. 1, 2, 3 Lan cắt dây chuông nè, rớt. Vui quá, vui quá, vui quá. Đỡ mệt không? Trời ơi, nãy giờ ông lắc cái này tôi muốn điếc lỗ tai luôn. Em, về đi. Em dễ thương lắm. Để mở cửa cho anh vô đi. Thôi. Mở cửa cho anh vô đi. Tôi điếc tai, tôi ra tôi lấy cái chuông này thôi. Tự nhiên mở trong vô nhà tôi làm chi? Bây giờ mở không? Không. Mày không mở phải không? Không. Nãy giờ tao hiền lắm nha. Trời, tôi cũng hiền với ông nãy giờ á. Mày chứa chấp con Lan phải không? Sao vậy? Ủa, con Lan làm gì chứa chấp? Nó đứng nhà tôi chứ bộ. Nó đâu có làm gì đâu. Tao đếm 1, 2, 3 mày không mở đi. Tao đạp banh cửa đó. Tôi không có mở. 2, 3 Trời ơi. Con Lan đâu? Bà Lan. Lan ra đây. Bà Lan mà giải quyết chị. Ra đây. Hả? Ra đây. Trời ơi, sao chết rồi, sao mày cho nó vô làm chi vậy? Lan vô đâu đạp. Lan vô mình thấy không? Không. Trời ơi, tôi nói tôi hết yêu anh sao lì vậy trời? Lì hả? Nè, cô tưởng tôi tới đây tôi kiếm cô để tôi yêu đương cô hả? Chứ tôi nghe nhà tôi đánh giày thép lên là 3 chân 4 cẳng tôi chạy ra bến xe hả? Tôi đi tóc hành về đây kiếm cô liền ha. Kiếm gì vậy? Tại biết cô tại sao vậy? Cô quá đáng lắm nha. Nếu như cô không thương tôi, không yêu tôi thì thôi chứ. Cô làm gì mà tôi đi học ở trên thành phố mới có 2 tuần à? Ở nhà, cô lại nhà tôi, cô gạt gẫm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, chú, bác, cô, dì, cháu, chắc, anh, chị, em, ba, má, tôi hết 7 triệu 8 gạt dữ vậy? Gạt nhiều lắm. Còn khốn anh? Bây giờ làm sao? Bây giờ cô tính số nợ nần nó làm sao? 7 triệu 8 gạt gia đình tôi, 4 triệu rưỡi lấy của tôi. 7 triệu 8 với 4 triệu rưỡi là nhiêu tiền? 20 triệu anh. Gì 20 triệu dữ không mày? 20 triệu. 7 triệu 8 với 4 triệu rưỡi là 17 triệu à. 17 triệu. Bây giờ 17, 20 gì cũng được. Trả tiền đây. Cô nói không? Mà. Bây giờ tôi nói cô quá đáng lắm nha. Bài đặt giả bộ đi tu đi hành rồi nữa hả? Trời ơi, bây giờ trả tiền cho tôi. Cô không trả cái tôi lên tôi báo với công an. Pháp luật sẽ tới đây trị tội cô. Mà Điệp ơi, em xin anh mà. Đừng mà, em xin anh nè, tha thứ cho em đi. Em lỡ dại lần này thôi, mai mốt em không dám nữa đâu. Không có tình cũng còn cái nghĩa mà. Tha cho em đi. Trời ơi, đi tu hả? Coi kìa, đi tu mà kìa, gắn lông mi giả trong vòng. Cho em tháo ra. Trời ơi, coi kìa, tóc vàng khe với tóc kè á, đã vậy còn bóng bóng đỏ hồng nữa ha. Bây giờ cô tính toán tiền bạc sao đây hả? Thôi anh ơi, mốt giận đi anh. Đấy, dạ em đâu nghĩ vậy anh, chứa anh mày chưa chấp em đâu chứa gì đâu, cho mướn nhà thôi anh. Mướn nhà chưa chấp người lường gạt phải không? Không có đâu, em hứa với anh Điệp là em á, mai mốt em đi làm em kiếm công an việc làm đàng hoàng, em sẽ trả tiền lại cho anh với lại gia đình anh hết. Em không có lấy tiền nữa đâu, để cho em có công an việc làm đó nha. Đẹp. Cô quá đáng lắm nha. Tôi không nể tình cô hả? Là cô biết tay tôi á. Được rồi. Em xin anh. Lần cuối cùng nể tình, hai đứa mình quen nhau 2 tháng rưỡi. Bây giờ
Tôi cho cô 2 quen tuần. Quen ít vậy trời. Tại tao, tao quen vậy mà tao còn lậm kìa. Tao quen 2 năm rưỡi cho tao chết nữa. 2 tuần nữa đem tiền lại 22 triệu cho gia đình tôi nghe. Trời ơi. Trời đất ơi, nãy còn nữa 4 triệu rưỡi với 7 triệu 8 là 22 triệu còn gì nữa. Nãy mới nói 17 triệu giờ lên 22 triệu à. Rồi 17 cũng được. Thôi 17 thôi. Ờ, cô không đem tới được có biết tay tôi nghe chưa? Dạ. Em hứa. Cô sợ nhất là cái gì? Dạ nhột. Sợ nhột phải không? Dạ. Nè. Nội trong vòng 2 tuần mà cô không đem tiền tới cho tôi thì tôi cho gia đình tôi 57 người mỗi người cầm một cái cây vậy nè, chọt trong nách cô vậy nè, cho cô biết được chưa? Nghe chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Không chừng chỉ gì nó khó cái này nha, khó cái này, khó cái này nha. Trời ơi, mày lạnh, mày cười hoài vậy mày? Cái còi đi yên. Ngoài kia từng tiếng thú kêu sương nghe đau thương, gió reo náo nề trong màn sương nghe đau thương.